Khi trồng cây hương thảo thì phương pháp nhân giống phổ biến đó là dăm cành. Thông thường khi dăm cành cây hương thảo, ta thường chỉ cắt một cành để dăm. Do đó sau khoảng 15 đến 20 ngày dăm cành, cây hương thảo có rễ và đem ra trồng. Đây là một số chậu hương thảo đã được một tháng tuổi. Nếu như để cây có một thân nhánh như thế này phát triển tự nhiên, thì rất lâu sau đó cây mới trở nên tròn tàn Do đó, để giúp cho cây hương thảo có nhiều tược non cũng như cái nhiều nhánh Từ đó sẽ tạo ra nhiều lá để sử dụng Thì khi cây hương thảo giam cành được khoảng 1 tháng tuổi Tôi sẽ tiến hành bấm ngọn Việc bấm ngọn như thế này sẽ giúp cho cây mau phát triển thêm nhiều cành nhánh mới đối với cây hương thảo khi cắt tỉa tôi chỉ cần cắt bỏ ngay đúng phần ngọn của mỗi nhánh hương thảo không cần cắt quá sâu Thông thường sau khi cắt tỉa khoảng 20 ngày, cây hương thảo sẽ phát triển thêm nhiều tuyệt non mới và những tuyệt non này thường là mọc rải rác khắp phần thân của cây từ dưới gốc trở lên. Chậu hương thảo này đã được cắt tỉa khoảng 20 ngày trước đó Còn đây là một số chậu hương thảo được hơn 2 tháng tuổi. Ở các chậu hương thảo này đã được cắt tỉa qua hai đợt và số tược cũng như số cành nhánh ở mỗi chậu đã bắt đầu nhiều hơn. Trung bình mỗi chậu như vậy có khoảng 6 đến 10 nhánh làm cho cây trở nên tròn trịa